Alo, chào các cụ nhá. Chào cụ nào mà đang ngồi cầm điện thoại hoặc là đang ngồi trước màn hình máy tính, TV giờ cũng xem được rồi. Em có em Mazda 3 2017. Dành cho cụ nào mà lần đầu xem kênh thì em là Luân Tùng. Số điện thoại của em là 0907719111. Em đang chào bán em Mazda 3 sản xuất 2017. Động cơ 1.5. Form này thì được cái mặt tản nhiệt kim cương nhé. Mặt tản nhiệt kim cương, logo Mazda, đèn gầm các thứ đầy đủ cả. Tháo cái biển ra. Xe còn rất là ok. Mâm đen nổi trên cái viền trắng này. Xin nhan trên gương nhưng mà chỉ góc này mới có thôi. Cụp xòe. Dĩ nhiên thì sơn thì nó sẽ, em sẽ xe về bên em thì lúc đáng phải sơn phẩy lại những cái chỗ nó như thế này. Những chỗ nó như thế này, tay đấm cửa này thì xe nào nó cũng sức. Cụ nào xem kênh em biết rồi. Xe có nhà em sẽ tải như thế nhá, chứ không phải cứ xe em quay này em bảo là đẹp đâu. Thì cảm ơn các cụ xem kênh. Các cụ xem kênh thì đăng ký kênh, để lại bình luận phía dưới nhá. Cụ nào thích em này thì liên hệ vào số điện thoại của em là 0907719111. Cháu nó thì sản xuất 2017. Xe thì cực chất luôn. Đợt bản này thì có cả cửa sổ trời. Mâm lốp còn dày đến 90%. Nói qua thế thôi chứ còn thông số là các cụ biết hết rồi. Dòng Mazda này thì các cụ lạ gì nữa. Mazda này thì còn không còn lạ nữa. Gương kính chỉnh điện điều hòa auto, số tự động, rồi là một cái số cái nút ở đây. Thích nhất là cái này này. Vặn trên màn hình điều khiển. Vô lăng thì bọc quả này lộn ngược. Bọc quả Mazda này toàn kim cương thôi, điều hòa. Phân khúc hạng C thì Mazda này em thích nhất. Cerato thì chưa chắc là đã gì bằng Mazda này. Kiểu dáng đẹp trẻ trung, thương hiệu Nhật Bản. Bền bỉ theo thời gian mà thiết kế thì công nhận phải nói là đẹp. Trông như mẹc không? Bẻ tì tay. Chiếc xe em không cần chìa khóa đâu, em quay qua này thôi. Thì đăng kiểm con này còn đến tháng 9 năm sau cơ, rất dài. Xe không có đâm va, không có đâm đổ gì nhá. Ngập nước thì càng không. Bên nhà em mình nhận xe về cũng kiểm soát chất lượng đầu vào rất rõ. Không biết là em có đăng cái bên này không nhỉ? Em đăng một clip TikTok mà lúc xe này nó về mà phải chụp anh em thợ vào xem. Nên là chất lượng thì các cụ yên tâm nhá. Giá bán thì hợp lý thôi. Xem kênh thì đăng ký kênh cho em. Để lại bình luận bên dưới nhá. Cụ nào ưng mẫu này thì liên hệ thôi. Ghế da của Mazda thì dĩ nhiên là bao giờ nó cũng thế. Mình đi khoảng tầm 5 vạn nó sẽ ra như này. Còn em này đang chạy có 6 vạn thôi. Chuẩn chưa? Đi khoảng tầm 5 vạn nó sẽ ra như này. Xe chạy có 6 vạn thôi. Cửa sổ trời đây. Lắp thêm cái cầu lồi đây cho dễ nhìn. Thì em đang chào bán em này với giá có 505 triệu. Chỉ là giá chào bán thôi nhá. Chào bán là một chuyện, còn các cụ nào mà ưng mà đang tìm cái mẫu xe Mazda mà còn đẹp 2017 mà tầm giá khoảng 500 thì liên hệ ngay cho em. Liên hệ ngay để chọn cho mình chiếc xe ý nhất. Quay lốp thôi này. Vỏ còn dày cộp nữa. Ngoại hình thì khỏi phải nói rồi, chất lượng chả phải nói nữa. Nó xuất sắc thì va chạm nhẹ thì va quẹt gọi là sứt tí sơn thì xe nào cũng có cam lùi ở đây. Năm trăm linh năm triệu thôi mà đăng kiểm còn dài hơn một năm nữa, quá dài. Cũng là một lợi thế các cụ mua xe về đỡ mất thêm tiền đăng kiểm. Thì là ngoài ra đang quay cứ để ý trên trang tin. Ngoài ra em có thu mua xe, cụ nào có xe hoặc là người nhà người thân có xe muốn bán thì liên hệ cho em nhé, hoặc là giới thiệu cho em. Khi mà em mua được xe, bán được xe đều có phần hoa hồng cho anh em, để mà anh em xem kênh cũng có thêm phần thu nhập. Đấy cũng là cái niềm vui của em khi em hàng ngày em quay cho các cụ như này. Em vẫn giao em này trên toàn quốc nhá, vẫn hỗ trợ trả góp kịch đến 70%, hỗ trợ kịch đến 70% vay trong khoảng tầm 3-5 năm. Đấy là rất là dài luôn. Rồi, em có em Mazda 3 505 triệu, sản xuất 2017, máy 1.5, bản có cửa nóc. Giá chào bán nhá. Anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại, giá cực kỳ yêu thương, hoặc là kết bạn Zalo ở tham khảo thêm nhiều sản phẩm khác. Nhà rất nhiều xe. 200 đầu xe đang đợi anh em. Cứ về Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng là có xe nhá. Là không có lựa chọn này thì lại cực kỳ nhiều lựa chọn khác.
Nên là liên hệ sớm để có cái chiếc xe ưng ý nhất. Vẫn giao em này trên toàn quốc nhé. Cảm ơn anh em. Nhớ cho em một nút like, đăng ký kênh và để vào biểu tượng chuông.